Hoàng Phát và Lan Vy kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Chương trình mỗi tuần một địa chỉ. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn Lan Vy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau hơn 7 tháng vận hành, đã có 62 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh được hỗ trợ lên sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận với 257 sản phẩm, trong đó có 123 sản phẩm OCOP. Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về sàn thương mại điện tử Ninh Thuận gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường quảng bá về sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, đồng thời tổ chức nhiều chương trình kết nối giúp các đơn vị tham gia sàn tiếp cận, nắm bắt kỹ năng quản trị gian hàng, quy trình mua bán, xử lý đơn hàng, cách thức đóng gói và gửi sản phẩm khi có đơn hàng giao dịch. Thưa quý vị và các bạn, xác định sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho nông dân mà còn giúp doanh nghiệp phát triển. Đến nay, công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam đã liên kết với hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tham gia sản xuất hơn 600 hectare giống lúa và bắp, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Có 3 hectare trồng lúa, nhưng mỗi vụ thu hoạch, anh Tiến ở thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc có thu nhập hơn 150 triệu đồng. Đây là kết quả anh đạt được sau khi liên kết với công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam sản xuất lúa giống xác nhận. Làm được cái giống nguyên chủng. Mà giống nguyên chủng thì nó đạt so với cái giống mà giống xác nhận hoặc là cái giống tạp thì nó đạt phải từ 15 tới 20%. Cái thứ hai nữa là khi mà thu là nó trên giữa cái giá thị trường với lại cái giá công ty nó là 500 đồng ký. Vụ hè thu năm nay, xã Công Hải liên kết với công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam sản xuất gần 130 hectare lúa giống, trong đó có 53,6 hectare sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, với 156 hộ tham gia. Sản xuất theo mô hình liên kết, năng suất lúa đạt từ 8 tạ đến 1 tấn trên một sào. Với giá thu mua của công ty từ 6.700 đồng đến 7.500 đồng trên 1 kg, nên nhiều nông dân có thu nhập cao. Liên kết sản xuất lúa giống với công ty cổ phần giống Đông Nam thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao cho bà con để cùng phát triển kinh tế. Thứ hai là cái trong cái gieo trồng cũng như là cái xử lý và chăm sóc cây trồng thì cái hiệu quả mang lại cùng với cánh đồng mẫu lớn và làm cùng với công ty giống Đông Nam thì hạn chế được cái sâu bọ và phân thuốc. Cũng như là cái điều tiết nước thì là điều tiết đồng loạt. Với phương châm lấy lợi ích của nông dân làm nền tảng để phát triển, đến nay công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam đã liên kết với nông dân ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, sản xuất hơn 2.000 hectare giống lúa, sản lượng thu mua mỗi năm từ 12.000 đến 14.000 tấn lúa. Công ty còn giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động ở địa phương. Chúng tôi rất là chú trọng đầu tư về kỹ thuật để hướng dẫn cho nông dân bắt đầu từ khâu làm đất đến khi gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Đồng thời là cung cấp giống, cấp xác nhận, cấp nguyên chủng để nông dân sản xuất ra cho được cấp xác nhận và bán cho công ty chúng tôi. Ngoài ra là khi mà giá thực phẩm, giá lương thực ở ngoài nó xuống quá thấp thì công ty chúng tôi cũng phải giữ ở một mức độ nhất định để nông dân thu bảo đảm được cuộc sống cho nông dân. Đến nay, toàn tỉnh có 57 liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với tổng diện tích 14.267 hectare, sản lượng 250.165 tấn. Đây là tiền đề để Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đặc biệt là ở những xã nông thôn mới, góp phần giúp các địa phương hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao. 10 năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế gặp khó khăn trong việc canh tác, sản xuất lúa, với nhiều diện tích đất nông nghiệp bị xâm nhập mặn, buộc phải bỏ đất hoang, đánh mất sinh kế.
Trước thực tế này, đòi hỏi các cơ quan ban ngành còn phải có những giải pháp cụ thể để lấy lại ruộng lúa và ngăn chặn kịp thời tình trạng đất nhiễm mặn nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân. Hiện nay trên địa bàn xã Lộc Vĩnh có hơn 20 hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn tập trung ở hai thôn Bình An và Phú Hải. Hàng trăm hộ dân phải bỏ hoang diện tích đất nông nghiệp. Theo người dân, từ khi thi công một số công trình ra cảng Chân Mây, đã làm dòng chảy tự nhiên cửa biển Lạch Giang bị ảnh hưởng, khiến cho tình trạng xâm nhập mặn diễn ra trên địa bàn xã ngày một gia tăng. Hầu hết các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp mong muốn được các cấp ngành có giải pháp hỗ trợ khắc phục tình trạng nhiễm mặn để trồng lúa trở lại, nhằm chủ động nguồn lương thực tại chỗ hoặc chuyển đổi sang mục đích đất sử dụng nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, việc chuyển đổi gặp không ít khó khăn. Lộc Vĩnh nằm trong vùng quy hoạch của khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, nên chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không thể thực hiện được. Nên từ đó đến nay là diện tích này vẫn bị bỏ hoang, cũng gây lãng phí đối với quỹ đất của xã. Mong muốn ủy ban tỉnh là có cơ chế mở là cho người dân họ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thì đa số những cái vùng nhiễm mặn này chủ yếu là chuyển qua để nuôi trồng thủy sản và phù hợp với cái đất bị nhiễm mặn này. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần có kiến nghị về tình trạng đất nông nghiệp xâm nhập mặn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp. Cũng chính vì thế mà càng vào mùa nắng lại có thêm những thửa đất bị bỏ hoang. Trong khi đó, nhiều gia đình bị mất sinh kế, buộc phải đi làm thuê ở nơi khác. Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sắp tới Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ ngành địa phương thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng tuyến biển, điều tra xử phạt triệt để các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự, tiến hành điều tra truy tố theo quy định pháp luật. Nếu để xảy ra các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện vẫn được xác nhận xuất nhập bến, chỉ huy đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng và trước pháp luật. Việc tuần tra kiểm soát được tăng cường tại vùng biển giáp ranh, chồng lấn, chưa phân định và các khu vực tập trung nhiều tàu cá hoạt động khai thác hải sản. Chuyển sang những nội dung khác, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, chủ trương xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước đạt kết quả tích cực. GRDP chiếm 22,2% của tỉnh và đóng góp 23,5% tổng thu ngân sách tỉnh, đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động. Đến nay, Ninh Thuận đã thu hút được 56 dự án năng lượng tái tạo đưa vào vận hành với tổng công suất 3.670 MW, tạo ra sản lượng điện trên 7,248 tỷ kWh, tăng 56% so với năm 2020. Dự kiến đến cuối năm 2023, Ninh Thuận sẽ có thêm 2 dự án năng lượng hoàn thành đưa vào vận hành thương mại, nâng tổng công suất lên 3.870 MW, đạt 59,5%, mục tiêu đến năm 2025, chiếm trên 16,5% tổng công suất các nguồn năng lượng tái tạo cả nước. Công ty nhôm Đắk Nông TKV vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện đề án đóng cửa mỏ một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản quặng bauxit bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ bauxit Nhân Cơ thuộc các xã Đắk Que và Nhụy Thắng, huyện Đắk Rơ Lấp. Theo đó, việc lập đề án đóng cửa mỏ một phần trên diện tích đã khai thác hết trữ lượng là phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Đối với diện tích, đơn vị đã khai thác nằm trong diện tích được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng chưa được cho thuê đất với mục đích khai thác khoáng sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công ty nhôm Đắk Nông TKV lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định của Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đóng cửa mỏ và sử dụng đất sau khi đóng cửa mỏ phải chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xử lý và hướng dẫn công ty nhôm Đắk Nông sử dụng đất trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản trên diện tích đơn vị lập đề án đóng cửa mỏ từng phần theo đúng quy định của pháp luật. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Những tháng đầu năm 2023, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào, bám sát chủ đề công tác, năm chuyển đổi số, các hoạt động của đoàn. Các đơn vị đã chủ động cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị, có sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 216 công trình, 3.840 phần việc thanh niên các cấp,
với tổng trị giá làm lợi trên 7,2 tỷ đồng, trao tặng trên 20 ngàn suất quà cho người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 42 nhà nhân ái, tổ chức hơn 4.900 hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên với trên 159.400 thanh thiếu niên tiếp cận tham gia hoạt động. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các đơn vị đã hỗ trợ 43 đề án khởi nghiệp với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng, phối hợp tổ chức 14 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển kinh tế cho 1.600 đoàn viên thanh niên nông thôn. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt qua 6 năm từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ cho 2.735 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt với tổng kinh phí hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 27,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 18,8 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội trên 35 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Từ năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ nguồn vốn dự án do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ thông qua chương trình 2 Phát triển Kinh lương Hợp Quốc. Và từ năm 2017 đến năm 2020 đã hỗ trợ cho 683 hộ thuộc các xã ven biển, xã cận ven biển trên địa bàn xây dựng nhà ở với tổng giá trị là 26,3 tỷ đồng. Việc thực hiện tốt chính sách đã giúp cho người nghèo cải thiện chỗ ở, ứng phó với thiên tai bão lụt, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận là địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất cả nước. Không gian văn hóa Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch không thể thiếu trong phát triển du lịch của tỉnh Ninh Thuận. Các lễ hội truyền thống và các làng nghề làm gốm dệt thổ cẩm của người Chăm nếu được kết nối khai thác hiệu quả sẽ là sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo nhằm tạo sinh kế cho người dân. Được xây dựng 3 năm nay, Khánh Ly Farmstay, không gian xanh của gia đình chị Hán Thị Khánh Ly thu hút khá đông du khách bởi không gian mát mẻ lạ mắt của các ngôi nhà truyền thống của người Chăm mà còn bởi những món ăn như thịt dê hấp ăn kèm với rau rừng, canh thịt gà, cơm gạo ruộng nấu trong nồi đất. Sau này quay lại và giới thiệu bạn bè tiếp tục đến gọi là ở trải nghiệm cuộc sống mô hình lịch cộng đồng này. Những năm trước, nếu như vùng đồng bào Chăm Ninh Thuận chỉ có vài điểm du lịch, chủ yếu là các làng nghề truyền thống, thì nay có hơn 20 làng Chăm xây dựng các điểm lưu trú du lịch sinh thái. Khi đến những nơi này, du khách không chỉ được trải nghiệm đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn hiểu thêm các giá trị văn hóa của người Chăm. Khi nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, đã thu hút lượng khách du lịch đến với làng gốm Bầu Trúc ngày càng tăng. Hiện nay, làng gốm Bầu Trúc đang tập trung phát triển du lịch cộng đồng dựa vào di sản văn hóa phi vật thể, vừa tăng thêm thu nhập cho người dân, vừa góp phần bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm nơi đây. Châu nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái nét đẹp rất là thú vị khi mà các bạn đến với Ninh Thuận, và nếu như mà mọi người đến Ninh Thuận thì hãy thử một lần trải nghiệm để cảm nhận xem nó đặc biệt như thế nào. Hiện các điểm đến như làng nghề gốm Bầu Trúc, làng nghề dệt Mỹ Nghiệp, bình quân mỗi ngày có hơn 300 khách đến tham quan. Riêng tháp Bục Long Gia Rai, mỗi năm thu hút khoảng 120.000 khách du lịch. Thì hiện nay thì du lịch chúng ta thì khẳng định rằng cái vấn đề kết nối giữa cái di sản văn hóa Chăm cũng như là cái cách nhìn nhận của du khách và trong cái mong đợi của du khách. Rất muốn chúng ta tiếp tục phát triển thêm các cái sản phẩm cũng như là các cái hướng và các cái công tác bảo tồn thêm, để không chỉ là nghệ nhân biểu diễn tại làng, mà hầu như là trên cái tháp Chăm này thì chúng ta cũng thấy là các cái buổi biểu diễn rồi các cái nghệ thuật làm gốm của người Chăm được trình bày thường xuyên hơn đến với du khách trong nước và ngoài nước. Tuy mới hình thành, nhưng du lịch cộng đồng vùng đồng bào Chăm Ninh Thuận đã được nhiều du khách biết đến và đang mở ra những triển vọng mới trong phát triển du lịch ở các làng Chăm. Du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào Chăm Ninh Thuận không những tạo ra nhiều công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, mà còn giúp đồng bào Chăm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang có chiều hướng gia tăng. Để chủ động kiểm soát bệnh tay chân miệng trong trường học, qua đó góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, hiện nay ngành y tế đang tập trung giám sát cộng đồng, đặc biệt là tại các trường mầm non và cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Tại trường mầm non Nắng Hồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,
Giáo viên đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe của các cháu mỗi ngày. Tại trường, các cháu luôn được nhắc nhở rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Nhà trường đó là khi phát hiện là dịch bệnh tay chân miệng thì liền có là bắt đầu tập huấn cho các cô biết các dấu hiệu của bệnh tay chân miệng, để đồng thời là sau khi các bé đi học thì có biểu hiện là sốt hay là nổi ban lòng bàn tay, liếc miệng thì các cô đã biết để là báo với phụ huynh kịp thời là cho bé là ở nhà để đi khám bác sĩ rồi chăm sóc bé. Tại trường mầm non Sao Sáng, mỗi buổi sáng giáo viên sẽ kiểm tra lòng bàn tay, bàn chân, cánh tay và miệng của bé khi phụ huynh đưa đến trường. Việc vệ sinh lớp học, đồ chơi của trẻ cũng được rửa sạch bằng chloramin B, nước Raven và phơi nắng. Khi có những bé có biểu hiện tay chân miệng thì tụi em sẽ, các cô sẽ kiểm tra tay chân, cách ly bé, kiểm tra tay chân, đo bé có sốt hay không, báo với hiệu trưởng và báo với phụ huynh để phụ huynh đưa bé đi khám kịp thời để phòng tránh tay chân miệng. Ngành y tế khuyến cáo hiện bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, các cơ sở trường học, đặc biệt là trường mầm non, các nhà trẻ tư thục phải thường xuyên vệ sinh lớp học, nơi ăn uống, khu vui chơi để công tác phòng chống dịch hiệu quả nhất. Cần là quản lý chặt chẽ là những cái nhà trẻ, những nơi nuôi trẻ, đặc biệt là kể cả những hộ gia đình mà nuôi trẻ là tư thục mà đó, thì chúng ta phải quan tâm để là thực hiện tốt việc là hành vi là vệ sinh tay cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ, và đặc biệt là người lớn cũng cần có ý thức việc này đó. Bởi vì tay chân miệng đó thì có thể lây từ người lớn qua trẻ em, qua bàn tay của người mà lớn mà không đảm bảo vệ sinh đó. Mà chúng ta bảo sót đối tượng này thì vô hình dung là sẽ lây cho trẻ con và trẻ con sẽ có bệnh. Năm học mới 2023-2024 đang cận kề. Vì vậy, lúc này không riêng các trường khối mầm non mà các trường ở khối tiểu học cũng cần chủ động đẩy mạnh công tác làm vệ sinh tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh tay chân miệng để các em học sinh bước vào năm học mới thật sự an toàn. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi không mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Lan Vy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình mỗi tuần một địa chỉ. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Hoài Phát. Tuần này mời quý vị và các bạn cùng chương trình mỗi tuần một địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến thăm và sẻ chia khó khăn với em Nguyễn Thị Hồng Hiệp, sinh năm 2005, ở khu phố 1, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Hiệp bị u ác ở đùi 8 năm trước, nay căn bệnh tái phát, cần được phẫu thuật và điều trị tích cực, nhưng gia đình không có điều kiện, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hiệp sinh ra trong một gia đình nghèo, ba làm nghề thợ mộc, mẹ phụ bán hàng ở chợ nông sản, cố gắng tiết kiệm cùng chỉ đủ sống qua ngày và nuôi hai chị em Hiệp ăn học. Năm 2015, Hiệp bị u ác tính ở đùi, đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chi phí hết sức tốn kém, gia đình phải vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho em. Năm 2017, mẹ của Hiệp lại phát bệnh biếu cổ, thoái hóa cột sống, tim, huyết áp, viêm loét và trào ngược dạ dày nên không làm được việc gì. Thế là bà của Hiệp phải gồng gánh cả gia đình. Nhưng với nghề thợ mộc, ngày làm, ngày nghỉ, thu nhập hết sức bấp bênh. Sau nhiều năm làm thợ mộc, sức khỏe bà của Hiệp suy yếu, mấy tháng trước lại bị tai nạn giao thông. Không làm nghề mộc nổi, đành xin làm bảo vệ với thu nhập chưa tới 4 triệu đồng trên một tháng. Bữa nay thì thợ mộc tất nhiên là nó ít người xài, cây gỗ cũng đắt nữa, mà sức khỏe nó xuống cấp nữa, làm không nổi nữa, rồi tư tưởng bé nó bệnh rồi, hôm nay cũng lo lắng á. Bây giờ thợ mộc như bỏ không đâu, làm ai đâu cũng vô làm nữa, sức khỏe yếu, tay này gãy nữa. Em rất là thích đi học, em mong là có tiền đi chữa bệnh xong rồi em sẽ đi học lại với bạn bè trong lớp. Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng Hiệp luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để học tập tốt,
và năm nào cũng đạt được danh hiệu khá giỏi, được thầy cô và bạn bè cảm phục yêu mến. Sắp tới, Hiệp sẽ tiếp tục trải qua các đợt phẫu thuật và hóa trị, xạ trị, chi phí hết sức tốn kém. Còn mẹ của Hiệp cũng phải tái khám và uống thuốc hàng tháng. Gia đình chẳng có tài sản gì ngoài căn nhà rộng chưa tới 30m2, nằm trong một con hẻm nhỏ. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp Hiệp chạy chữa bệnh, có cơ hội khỏe mạnh trở lại để đến trường cùng bạn bè trang lứa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại 02593 824 206 hoặc 0949 965 339. Vừa rồi là chương trình Mỗi tuần một địa chỉ. Sau đây, biên tập viên Hoài Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời Hoài Phát. Cảm ơn Lan Vy. Sau đây là một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của khoa học và công nghệ tạo ra các sản phẩm ngày càng nhiều về số lượng và tốt về chất lượng, giúp cải thiện cuộc sống của con người. Nhưng mặt trái của nó là những hệ lụy nghiêm trọng về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Mở đầu một điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Nhân dân với nhan đề Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững. Theo bài viết, trong bối cảnh nền kinh tế yêu cầu sự phục hồi kết hợp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, sự quan trọng của kinh tế tuần hoàn được đề cao, đặc biệt với các mô hình khởi nghiệp và kinh doanh bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách và Tài nguyên Môi trường, đề xuất một số giải pháp như nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, ban hành các quy định tiêu chuẩn phát triển kinh tế tuần hoàn phù hợp với xu thế mới trong khu vực và trên thế giới, sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, công cụ thuế nhằm hạn chế việc sử dụng quá mức tài nguyên, hạn chế rác thải trong quá trình sản xuất, đồng thời đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào hiệu suất sử dụng các yếu tố đầu vào, vốn và lao động, tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả. Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh một cách bền vững, ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, quy định chặt chẽ về trách nhiệm của doanh nghiệp với chất thải do doanh nghiệp tạo ra. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 năm 2023 ước đạt 512,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Bài viết trên báo Đại Đoàn Kết khẳng định, đây được coi là dấu hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế khi sức tiêu thụ tăng lên. Theo ý kiến của các chuyên gia, cần ổn định nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, kết hợp với việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, đặc biệt là các chương trình kết nối cung cầu trên nền tảng số. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, VIAC, cho rằng doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn chồng chất, trong đó khó khăn lớn nhất chính là thị trường. Trong khi thị trường xuất khẩu đang rất khó khăn, thì điều chúng ta có thể tác động được chính là thị trường trong nước. Một trong những biện pháp rất quan trọng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp là áp dụng chính sách giảm thuế. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, các vướng mắc trong thủ tục hành chính trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp. Giấy phép con, chậm ra quy định, v.v. là những vướng mắc cần sớm tháo gỡ để giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi. Phản ánh vấn đề này, báo Lao Động có bài viết Doanh nghiệp đau đầu vì giấy phép con. Ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nhiều doanh nghiệp cho biết Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu có rất nhiều bất cập. Cụ thể, Nghị định 95 cho phép thương nhân phân phối lấy hàng nhiều nơi, nhưng doanh nghiệp bán lẻ lại không lấy được hàng từ nhiều nhà phân phối khác nhau vì cơ quan quản lý sợ không đảm bảo về chất lượng. Do vậy, để đối phó với quản lý thị trường, doanh nghiệp bán lẻ buộc phải lập nhiều công ty khác nhau để người nhà đứng tên, mục đích lấy được nhiều nguồn hàng hợp pháp theo quy định. Một doanh nghiệp bán lẻ chỉ lấy được một nguồn hàng duy nhất. Các doanh nghiệp mong muốn chính phủ và các bộ ngành thanh tra rà soát các văn bản hành chính, các văn bản của địa phương chưa phù hợp với nghị định quy định kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, thực hiện các chế tài đối với chiết khấu thương mại cho người tiêu dùng xăng dầu trong nghị định sửa đổi, bổ sung mới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Lan Vy. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Hoài Phát. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm khu du lịch cộng đồng Phước Bình ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây.